hai quan chức chơi gốc lúc phong tỏa phòng Covid-19. Truyền thông Việt Nam cho hay nhóm người chơi gốc gồm 2 cán bộ nhà nước và 2 doanh nhân. Vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm trong bối cảnh toàn tỉnh Bình Định đang thực hiện giãn cách toàn xã hội. Báo Lao động đưa tin, những người này là ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch, ông Nguyễn Công Thành, công tác tại Cục Thuế, ông Nguyễn Hữu Lộc, doanh nhân, làm nghề kinh doanh khoáng sản Titan và Lê Văn Thảo, công ty cổ phần Phú Tài. Trường hợp ông Nguyễn Công Thành báo cáo nhanh từ thành phố Quy Nhơn, ghi chức danh là nhân viên, song trên trang thông tin điện tử chính thức của Bình Định, phần danh mục Cục Thuế, tên ông Thành được đặt ở vị trí Phó Cục trưởng. Báo Lao động viết, sự việc dường như được phát hiện khi có việc truy vết tiếp xúc gần một ca F0 là nữ công nhân làm việc tại sân gốc FLC Nhân Lý, được xác định dương tính Covid vào ngày 3 tháng 8. Được biết quá trình di chuyển của 4 người chơi gốc này diễn ra từ ngày 31 tháng 7 tới ngày 1 tháng 8 và cả 4 người đều tiếp xúc gần với ca F0. Hiện cả 4 người thuộc diện F1 này đang được cách ly tập trung và kết quả test nhanh đều âm tính, theo Lao động. Tin cho hay Bình Định thực hiện giãn cách toàn xã hội theo chỉ thị số 15 trong 15 ngày trên phạm vi toàn tỉnh từ 6 giờ ngày 1 tháng 8 năm 2021. Tỉnh này đang có số ca mắc tăng mỗi ngày với tốc độ rất nhanh. Trong ngày 4 tháng 8 đã có ít nhất 23 ca và tổng số nhiễm từ đầu đợt dịch mới nhất là 243 ca. Đáng chú ý là Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ ngày 31 tháng 5 đã có văn bản tạm dừng hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí ở các địa điểm công cộng từ 0 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2021 cho đến khi có chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bí thư tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng được Lao động dẫn lời, nói rằng tỉnh sẽ xử lý theo đúng quy định về phòng chống dịch vụ việc này. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang được báo Dân Việt dẫn lời nói rằng lãnh đạo tỉnh đã nắm được sự việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Y tế kiểm tra, đề xuất xử lý theo đúng quy định. Lãnh đạo vi phạm cũng bị xem xét trách nhiệm, xử lý giống như người dân bình thường, không có đặc quyền đặc lợi gì, sai đến đâu sẽ xử lý đến đấy. Quốc lộ 1A oằn lưng gánh dòng người chạy dịch về quê. Tôi đã đi trên quốc lộ 1A và đường Trường Sơn nhiều lần, từ khi con đường Trường Sơn còn chưa hoàn thiện. Chỗ này cây cầu xây dở, chỗ kia vách núi mới cắt, phơi màu đất đỏ lói. Mùa này trong năm đường Trường Sơn đang đẹp vô cùng. Những cơn mưa tưới lành đất đai, bật mầm cho thảm rừng một màu xanh biếc. Cùng với quốc lộ 1A, đường Trường Sơn là xương sống của đất nước Việt Nam, vốn dài và hẹp giữa, như có nhạc sĩ từng ví von chính xác là chiếc đòn gánh nặng hai đầu đất nước. Nhưng cả tuần nay, những tán rừng xanh ngắt không còn cuốn được mắt người trong hành trình. Chiếc đòn gánh nhẫn nại oằn thêm vì hàng chục ngàn người nghèo bỏ lại Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, chạy xe máy về quê trốn dịch. Những đoàn người chở gần như hầu hết của nả quý giá, chở vợ con, người ruột thịt, lầm lũi đi suốt mấy ngày đêm, phơi mình trong mưa nắng, mỏi mệt cũng không dám dừng và không được dừng trong thị tứ, bởi địa phương nào cũng sợ đoàn người không kiểm soát mang theo bệnh dịch. Đêm đến họ cố chạy xa khỏi vùng tập trung dân cư, chỉ cần tìm được một chỗ đất bằng phẳng đặt lưng được, đoàn người ngã ra ngủ mê mệt để mờ sáng lại tiếp tục hành trình. Trên quốc lộ không còn tiếng súng, chỉ còn tiếng nổ đoành đoành của động cơ xe máy. Nhưng cảnh tượng hôm nay khiến tê liệt tâm can, không khác gì cảnh những đại lộ kinh hoàng trong chiến tranh vài chục năm trước. Họ là ai? Là những người dân Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An. Họ là những tế bào sinh ra trong chiếc đòn gánh nghèo khó, quanh năm lụt bão hoặc không có nghề nghiệp gì mưu sinh nơi quê nhà. Họ phải rời quê đến những vùng đất phù trú kiếm sống để có tiền về nuôi cha mẹ già, nuôi con đi học. Họ là những sinh viên khao khát sẽ thay đổi cuộc đời bằng học hành. Họ làm công nhân, bán vé số, bán hàng rong, buôn bán nhỏ, thợ hồ, thợ sơn. Họ sống ở đâu? Họ sống trong những khu nhà trọ tiện nghi tương ứng với túi tiền. hầu hết là những căn phòng 12 đến 18 mét vuông, một cửa sổ nhỏ, kiến trúc bất di bất dịch với chiếc gác xếp làm nơi ngủ nghỉ, ở dưới có chiếc bếp nhỏ hoặc không. Ở giữa là lối đi, cũng là nơi để xe máy, xe đẩy đi bán hàng, hàng hóa, phơi áo quần, khu sinh hoạt công cộng. Giá của những phòng trọ như vậy khoảng 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Để tiết kiệm tiền, họ thường thuê một căn ở chung nhiều người. Nghề nào, tỉnh nào lại có những khu trọ tập trung cho nghề ấy, tỉnh ấy. Có những khu trọ chỉ cho phụ nữ thuê, những người phụ nữ độc thân gánh trên vai trách nhiệm nuôi cha mẹ già, nuôi anh em bệnh tật, nuôi cháu. Những người phụ nữ chồng làm thuê một nơi, vợ bán rong một nẻo. Họ nằm chung san sát trên nền nhà, đồ đạc chất gọn trong thùng cát tông. Tài sản quý nhất của họ là con số gửi về gia đình hoặc dành dụm được hàng tháng. Từ khi Sài Gòn trở dịch nặng, xây dựng đình trệ, nhà máy không đảm bảo được, ba tại chỗ phải đóng cửa, trường học học online, chợ đóng, quán đóng, hạn chế ra đường, cấm bán thức ăn mang về, người lao động nghèo mất việc làm, tiền đâu sống ở Sài Gòn nữa, tiền đâu trả nhà trọ, mua gạo, mua gas, không còn con đường nào khác, phải về quê thôi. Ở quê cũng không làm ra tiền nhưng còn gia đình nương nhau. Hồi trước về quê để được vui, bây giờ về quê để còn sống. Chính quyền có thiếu tiền, hôm nay trên hành trình sống còn, anh Sồng Bá Sò, quê ở miền núi Nghệ An, đã chở bằng xe máy người vợ và đứa con mới sinh được 11 ngày về quê. Nhờ người dân chia sẻ trên mạng xã hội, khi đến Đà Nẵng, vợ chồng anh Sò đã được một người dân mang xe hơi đến chở cả nhà về quê. Khoảng 10 ngày trước, ở khắp cả nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức phong trào quyên góp gửi tặng bà con vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh. Trang web Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hồ Chí Minh tính đến 17 giờ ngày 17 tháng 7, Ban vận động tiếp nhận và phân phối quỹ phòng chống dịch COVID-19, thành phố tiếp nhận tiền và hàng hơn 1.008 tỷ đồng, trong đó tiền mặt gần 779 tỷ đồng, hàng hóa và trang thiết bị trị giá hơn 229 tỷ đồng. Con số này đến ngày 31 tháng 7 chắc chắn phải cao hơn, nhưng tôi không tìm được. Lương thực, thực phẩm cụ thể phải lên đến vài ngàn tấn. Trích từ số tiền hiện vật tiếp nhận được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phân bổ gần 882 tỷ đồng, trong đó tiền mặt hơn 652,5 tỷ đồng và đã chuyển đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19, số tiền 500 tỷ đồng, hàng hóa trang thiết bị trị giá hơn 229 tỷ đồng. Cộng vào đó là số tiền và vật phẩm khổng lồ không thể tính xiết của hàng vạn triệu người tổ chức thiện nguyện, cộng đồng mới sinh ra trong dịch của người dân. Dân tự cứu nhau, dân Sài Gòn, dân cả nước và dân hải ngoại gửi về cứu trợ đồng bào. Tôi tin rằng số người nghèo cùng kiệt mất khả năng mưu sinh trong vài tuần qua ở thành phố Hồ Chí Minh không thể nào tiêu thụ hết lượng tiền hàng cứu trợ nhiều đến mức đó. Nếu được tính toán lên kế hoạch từ trước, số tiền hàng cứu trợ này dư đủ để trích một phần hỗ trợ người dân kiệt lực bám trụ lại thành phố, dư đủ để thuê xe, thuê tàu, đưa dân về quê an toàn về thể chất và dịch tễ. Hệ thống tàu xe chở khách của hệ thống nhà nước đều đang nhàn rỗi, việc tổ chức cũng không hề khó. Nhân dân không phải nạn dân. Hôm nay trong số đoàn người chạy loạn về quê đã có những người bệnh, dư luận đa phần thương xót họ, nhưng cũng không ít người chỉ trích họ mang dịch về gây hại cho quê hương. Thái độ của các địa phương hoàn toàn không thống nhất, có nơi tổ chức được vài đoàn về, chưa biết mới khi nào đưa tiếp, theo báo nhà nước. Có nơi thẳng tay từ chối như Long An, cấm đoàn 300 công nhân từ Đồng Nai về miền Tây cách đây vài ngày. Có nơi như Huế, chỉ hoãn mãi cho đến khi thấy áp lực dư luận bùng nổ. Chiều 31 tháng 7, Thủ tướng đã gửi công điện hỏa tốc, trong đó có mệnh lệnh tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7 năm 2021, tới khi hết giãn cách, trừ những người được chính quyền cho phép. Điều này không mâu thuẫn với nội dung công văn trước cũng của Thủ tướng yêu cầu các tỉnh đón công dân về quê, giảm tải cho thành phố Hồ Chí Minh. Nó được hiểu là từ 1 tháng 8 sẽ chấm dứt cảnh đoàn dân chạy dịch trên quốc lộ bằng chân, bằng xe máy, bằng phương tiện tự túc. Sẽ không còn em bé 11 ngày tuổi nào được ôm trong lòng mẹ vượt hàng ngàn cây số trên xe máy nữa. Nhìn lại các nguồn lực đổ về, thành phố Hồ Chí Minh khẳng định chính quyền không thiếu tiền hay vật lực. Cái một số nơi chính quyền thiếu là sự đặt mình vào vị trí người dân, là thực sự thực hành được cho dân, do dân, vì dân. Chúng ta khô khẩu hiệu mãi mà đôi lúc không hiểu nội dung của nó. Từ ngày 1 tháng 8, người dân các tỉnh sẽ phải được chính quyền đón về an toàn và chính thức bằng tàu xe. Là nhân dân thì sẽ phục hồi, là nạn dân thì sẽ suy sụp. Bài này thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của bạn đọc Mai Hoa từ thành phố Hồ Chí Minh.